Thiền sư ứng tống kinh điển nguyên thủy để bán kiếm lời có mang nghiệp nặng không? Cái này đó thì nó tùy thuộc theo cái chủ ý của mình. Và như sư nói là trong kinh ấy, Đức Phật có nói hai việc. Thứ nhất là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Cái thứ hai đó là Đức Phật có nói như thế này: nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Với cái người mà họ nhạy bén á, thì khi sư nhắc về hai cái lời dạy, ba lời dạy này là quý vị đã có câu trả lời rồi. À, đã hiểu cái kết quả của câu hỏi này rồi. Còn đối với ai mà kém nhạy bén hơn thì sư nói rõ hơn một tí. Đó là gì? Cái quan trọng á, là do cái chủ ý của mình như thế nào. Khi mà mình làm cái việc là mình in kinh ra để mình bán á, nếu như mà mình chủ ý của mình á, là để cho nhiều người biết đến chánh pháp hơn, và như vậy đó là mình làm với cái tâm ý thanh tịnh, như thế mình sẽ có các cái phước thiện ha. Còn nếu như khi mình làm á, mình có cái suy nghĩ là mình sẽ có lợi nhuận, mình sẽ kiếm lời và cái việc này nó sẽ nuôi sống mình, thì như vậy là mình làm với cái tâm bất thiện. Như thế đó thì mình sẽ chịu cái nghiệp bất thiện. Cho nên qua cái lời dạy thứ ba mà Đức Thế Tôn nói như thế nào, khi mình làm mà mình vừa có cả hai cái suy nghĩ đó, một phần là để truyền bá chánh pháp, một phần là để mình bán mình nuôi thân, thì như vậy là mình vừa có nghiệp đen lẫn nghiệp trắng, thì nó sẽ cho quả có trắng có đen. Và khi nó cho quả đó ha, khi nó cho quả thì nó sẽ trộn lẫn hai cái thằng này lại với nhau và nó cho một cái quả tổng hợp. Xin lấy ví dụ đi. Xin lấy ví dụ đi. Khi mà mình có cái ý là mình tuyên truyền chánh pháp á, thì nó sẽ có những cái quả báo lớn. Ví dụ như người đó sẽ có sắc đẹp. Dù cho ngay cả khi họ ở các cảnh giới xa đọa đi chăng nữa thì họ vẫn có nhan sắc thù thắng nha, vẫn rất là đẹp. Cho nên dù cho họ sanh làm thú, làm người, thì họ vẫn có nhan sắc xinh đẹp. Cái quả báo thứ hai là do cái việc là truyền bá chánh pháp ấy, nó giúp cho người khác có được ánh sáng, có được trí tuệ, cho nên nó sẽ giúp cho họ đó có được cái quả báo, đó là mắt sáng ha, và có thể nhìn thấy những cái mà người khác không có nhìn thấy. Ví dụ như nhìn thấy cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tránh đi cái việc là mình nhìn thấy những cái tối tâm. Nói chung là thế giới của họ là một thế giới sáng sủa. Và cái quả báo thứ ba là quả báo trí tuệ, vì họ có cái lòng muốn cho người khác có được cái trí tuệ đó, có được chánh kiến, cho nên họ cũng sẽ là người có trí. Còn cái việc là họ có gieo cái quả giải thoát hay không thì điều đó tùy thuộc vào họ có mong muốn chuyện đó hay không nha. Chứ còn đụng cái gì mình cũng nhét cái quả giải thoát cho họ thì cũng kẹt quá, tại vì có khi họ không có muốn giải thoát,
Rồi đó là cái quả tốt, còn cái quả xấu như thế nào? Khi mình lấy chánh pháp ra làm cái vật để mà mình nuôi mạng á, thì nó thuộc về tà mạng, nó thuộc về tà mạng. Và các cảnh giới sa đọa là mình không có tránh được nha, không có tránh được. Và cái quả báo mà sư có thể nghĩ đến nhất đó là gì? Đó là sự nghèo hèn thấp kém. Bởi vì sao? Bởi vì mình đem cái chánh pháp á, là một thứ cao quý mà mình biến nó trở thành một thứ tầm thường, thì nó sẽ làm cho mình có những kiếp sống nghèo hèn. Đương nhiên là sư không kể đến những cảnh giới sa đọa rồi nha, tức là mình không có tránh được cái chuyện đó. Thành ra là nghiệp có trắng có đen thì cho quả có đen có trắng.